nhiều ô tô bị cuốn trôi trong cơn mưa lớn ở Bình Dương. Nhiều tuyến đường ở Bình Dương ngập nặng trong cơn mưa lớn kéo dài. Ô tô, xe máy bị nước cuốn trôi trên đường, nước dâng cao tràn vào nhiều nhà dân bên đường. Tối ngày 15 tháng 10, cơn mưa lớn khiến nhiều khu vực ở Bình Dương ngập nặng, các phương tiện không thể lưu thông. Tại một số tuyến đường ở trung tâm thành phố Thủ Dầu Một, nước cuồn cuộn cuốn trôi ô tô, xe máy và làm nhiều phương tiện bị hư hỏng. Theo ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong, các tuyến đường Cách Mạng Tháng 8, Thích Quảng Đức, Phạm Ngũ Lão, Phan Đình Giót, Hồ Văn Cống, 34, thành phố Thủ Dầu Một, Lê Thị Trung, quốc lộ 13 qua địa bàn thành phố Thuận An, quốc lộ 1K, đường Nguyễn Tri Phương, thành phố Dĩ An, bị ngập sâu, có đoạn ngập đến yên xe máy khiến giao thông tê liệt. Tại khu vực đường Thích Quảng Đức, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, do có công trình cống thoát nước đang thi công nên khu vực này bị ngập rất sâu, nhiều phương tiện bị nước cuốn trôi. Nước dâng cao tràn vào nhà dân hai bên đường Thích Quảng Đức, Hồ Văn Cống, thành phố Thủ Dầu Một. Do các tuyến đường bị ngập sâu, các lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt để điều tiết, ngăn không cho các phương tiện lưu thông vào nơi nguy hiểm. Nhà sách Bình Minh trên đường Cách Mạng Tháng 8, thành phố Thủ Dầu Một, bị nước tràn vào và dâng cao đến 0,5 mét. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.